Kính chào quý bạn và quý vị. Hôm nay nhà mình thưởng thức chất âm của cái đôi loa Akven của Mỹ. Đôi này bán 25 chép đỏ. Giá chỉ có 12 triệu thôi. Và nó không cần phải cái âm ly đắt tiền, chỉ cần hợp là được. Thì đây mình phối hợp với con âm ly Đờ Nông 930V để nhà mình thưởng thức âm thanh. Nguồn phát thì sử dụng con CD Marantz CD 80. Anh em nghe tham khảo cái bộ sản phẩm này, nếu anh em thấy hợp, thấy hay đừng quên like, bấm nút đăng ký theo dõi clip mới nhất ủng hộ mình. Bài số 3. Ok. Gì mình muốn giới thiệu tới anh em chúng ta trong clip ngày hôm nay. Anh em nghe hay đừng quên like cho mình cái nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Thank you. Hẹn gặp lại.